chính là Crazy Line đây. Thì cũng như mỗi khi mình sẽ để Vidac quay trước để xem coi là nó quay ra màu gì nha. Màu, màu, màu vàng luôn kìa. Trời, màu vàng là S. Đồ, màu vàng là S luôn, là siêu mạnh luôn á. Ở màu vàng thì em được chọn giữa trái Line, trái Bích Hà, trái San và trái Leo Bát. Anh nghĩ nha, anh nghĩ nha, nếu mà em thông minh á, em nên chọn trái San đi Phúc. Em chọn trái San nè. Cái này được không? Chết, em lấy trái San nè. Rồi ăn đi. Trái màu vàng thì được chọn Leo Bát. Mà mạnh vậy có mastery không? Mình không có mastery chứ San. Thì khá là may mắn, đó chính là pha hồi nãy nó không có mastery của trái Leopard, nên là nó đã phải chọn lại trái Human. Bây giờ thì mình chỉ cần quay ra một trái nó có thể quýnh xa là được. Ôi màu đỏ. Màu đỏ hả? Màu đỏ hạng A. Màu đỏ là hạng A. Màu đỏ là trái Flame với lại trái Magma. Và đương nhiên mình là một người thông minh nên mình sẽ chọn trái Magma. Ok, và Vidac đã chọn trái Human V2 nha. Let's go. BB vô nha, không nhường đâu á. Ây da. Mày lấy thịt đèn người hả? Thằng béo này. Mày lấy thịt đèn người. Ui. Em bự vậy sao em né được chiêu của anh Phúc? Em bự vậy sao em né được chiêu? Châu cỡ nào? Em châu cỡ nào? Em châu cỡ nào? Bắn tùm lum. Bắn tùm lum. Bắn tùm lum. Dạ, mọi người. Sao anh kìa, sau lưng anh vậy, kìa là anh, vậy, sau lưng anh kìa. Ấy, mẹ mày, mẹ mày. Thằng này nó chôn mình các bạn ơi. Lái, tao lái, tao đụng mày chết. Mày đừng chạy, mày đừng chạy. Mày đừng có chạy. Ui, má mình nặng quá bạn ơi. Ôi, xem trâu chứ hả? Ui, đánh không thốn miếng máu nè. Thiệt là không thốn miếng máu không, em còn nhiều máu. Còn tới 10.000 máu lận. A đồ, 10.000 máu hả? 10.000 máu, 10. 10.000 máu hả? Rồi, kích liễu nè. Đùng. Mày. Và ván đấu tiên mình chính là người chiến thắng. Và tỷ số ván đấu hiện tại đang là 1-0 nghiêng về phía của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hiệp 2. Lần 2 em quay cái gì đây? Ui. Trời ơi. Bro, dám nói em vô được cái trái bom rồi. Ôi màu tím luôn. S cộng luôn nha, màu tím là S cộng luôn. Ôi màu tím là nhiều trái nha, trái chớp nè, đát trái mammoth, trái venom, trái shadow luôn. Em chọn trái nào? Trái venom luôn. Ok ăn đi. Ok, giờ là Vidac chọn trái venom nha. Rồi tới lượt anh nè. Rồi một trái đó phải siêu mạnh mới đánh bại trái venom nha. Má trái venom spam thì hơi ơi ui. À, cái này mới là cân kèo nè, trái màu tím luôn nha. Thì nếu như các bạn không biết thì Vidac chính là một trong những người xài trái Venom khá là hay, hay còn gọi là Man Venom luôn á. Nên là mình sẽ quyết định chọn trái Venom luôn nha. Kèo này mới gọi là kèo kỹ năng nè. Ok, lần này thì tụi mình sẽ đối đầu với nhau bằng trái Venom luôn nha mọi người. Hai trái Venom sẽ đánh nhau. Vô, không có nhường đâu á. Bắn tùm lum. Ui, ây da. Tôi bắn chính xác nữa mới được, bắn tùm lum là không được rồi. Rồi, chết rồi. Ủa sao? À, sao biết hình nhanh hơn anh vậy? Em mạnh, em là men mà. Ây da, anh xỉn rồi. Ăn ba tô cơm vô. Ôi sao có 600 mấy đam vậy ta? Ủa sao có 500 mấy đam vậy? Ôi, à em với anh là khệ độc. À là hai trái độc quýnh nhau không mất máu. Cái gì nữa? Với bình thường em quýnh cũng mấy cả đam chứ làm gì có dù hai đứa năng phát điểm chắc quỷ mình. Ờ có 500 đam à. 900 đam. À kèo này mới căng thẳng nè fan. Ôi sao em hết cái anh có biến hình đó vậy? Rồi lần này mày ăn hành với tao. Mày chạy đi. Mày chạy nữa đi. Cũng như hồi em xỉn quá. Nè chạy. Ôi da. Chạy nữa đi Phúc ơi, chạy đi Phúc. Anh bự cho bá lửa. À rồi bắn. Mày. Rồi. Chết luôn. Kèo kỹ năng. Thì trận chiến so kèo kỹ năng này cũng khá là căng thẳng, nhưng mà mình lại là người chiến thắng với tỷ số 2-0. Rồi, vòng quay lần thứ 3 nha. Let's go. Lần này mà thua nó không có khóc nha. Ơi, trời hoài á. Rồi, trận này thì em là đang sẵn trái Venom đúng không? Đúng, mình sẽ dành tiếp. Ok, vậy là em tiếp tục. Ok, lần này của anh nha. Rồi, ước gì được ra màu xanh nước biển là trận đấu kết thúc còn nhanh hơn nữa. Ê. Trời màu nâu mới để chữ phế luôn. Thì màu nâu ở đây mình sẽ được chọn giữa trái Falcon với lại trái bom.
Ok, hai trái này thì các bạn biết sức mạnh của nó rồi đó. Kể tóm lại người nửa cân. Chọn trái nào cũng một kết quả. Ok, xin phép Tuju ăn trái bơm của Tuju nha. Nhom nhom nhom. Thanh Kiều. Lý do mình không chọn trái phen cành đó là do nó hơi phế nha các bạn. Nghĩ là trái bơm đam to hơn là mình sẽ chọn trái bơm chứ không chọn trái phen cành. Rồi, vô nè cu. Đừng tưởng xài Venom mà đánh bại được trái bơm nha. Ai anh mạnh lắm đó. Ê. Đi vô đi. Ôi lần này bắn mấy ca đam luôn. Ôi ôi em làm gì vậy? Sao em tấn công anh vậy? Mày. Trời 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 trời. Ôi sỉnh thì đánh mày Mày. Mày. Dám vô đây, dám vô đây. mày mày sao Rồi sao nữa, rồi sao nữa, rồi sao nữa, rồi sao nữa. Anh đặt bom đó, anh đặt bom đó. Bom được cài. làm gì chơi Ôi mày, mày biến bự lên à. Mình chơi chiến thuật các bạn ơi, mình chơi chiến thuật. Đánh và chạy thôi các bạn ơi. Ôi nó bắn chim ngu rồi, nó bắn chim ngu rồi. Đây là thời cơ của mình nha các bạn. chạy đi con Mày. chạy đi con Yeah, hai kêu quan sát lên, hai kêu quan sát lên. không có thắng được đâu, chịu thua đi. Ôi sao em đi lên bơm của anh mà nó không nổ luôn kìa. Ôi vậy là mẹ hết mới rồi, em cái hai cái chân đó là bằng độc Em mà. đi lên bơm của anh mà nó không nổ luôn. Trời ơi, chế bơm ơi. Chế Nãy bơm dùng ơi. trái phải cần mấy ra còn hắn. Khoan 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 khoan, anh vẫn còn cơ hội. Ấy à, cái gì sau lưng em kìa phố. Gì? Kìa phía sau em có gì kìa. Sao trời, ủa. làm gì ông có nội bạn đang tính làm cái tiểu phẩm gì vậy Ủa anh tưởng xài chiêu V là kiểu nó sẽ còn giữ máu mình một ít để mình nổ chứ sao xài cái chết luôn vậy. là 2-1 hai một quay ra chiếc bơm mà cây okay, vậy. Ok chúng ta sẽ tiếp tục đến với hiệp thứ tư. Pha đó nãy lệch kèo quá giờ phải quay lại các bạn ơi. Rồi vòng quay tiếp theo. Rồi rồi xong xong mày xong. Thôi Mày nếm trải cảm giác của anh. cười người hôm trước Hôm sao mà sau lại cười. cười. Ủa Thì rút kinh nghiệm của mình lần trước thì Vy Đắc đang ăn trái fan cần thay vì trái bơm nha. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Anh à, tới anh nè à. Tới anh nè à. Trời ơi. Xem sức mạnh của người chiến thắng nè. Màu nào cũng được, màu nào cũng chiến thắng hết, không không lo. Màu đỏ hả? Màu đỏ là trái flame với lại trái magma. Thôi các bạn ơi, do mình muốn làm thịt chim nướng nên là mình sẽ xài trái flame nha các bạn. Đấy. Nướng con chim này luôn. Rồi, con gà này, nướng con gà này nha các bạn. Ok. Rồi vô nha, làm thịt con chim này nha các bạn. Nướng. Bay ra bắn nè. Đùng. Ủa gì vậy? Sao học ta? Mày. Thôi Ôi, sao học được? Xong luôn, xong luôn. Anh cũng có chiêu bay vậy. Gì đó chứ không phải Anh cũng vậy có chiêu bay đâu. vậy. Sao nữa, sao nữa, sao nữa? Sao nữa, sao nữa? Này đập người cá này. Làm gì vậy? Bay đâu vậy? Nói rồi, trái fan cần không có chiêu quýnh đâu, đầu hàng đi. Bay gì vậy? Chiêu đó có chiêu nút giữ không? Em biết không? Chiêu quýnh nè. Trời, mà có chúng đi đâu. Thôi, nướng con chim này rồi. Mày. Sao, sao? 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 Thôi thành thành thịt chim nướng rồi. Các bạn có nghe mùi không các bạn? Mùi thịt chim nướng. Rồi cứ Chạy, ba đến. chạy. Thì với kỹ năng PvP thượng thừa của mình đã giành chiến thắng 3-1. Nói chung thì cũng khá là dễ ha. Ok các bạn ơi, thì pha nãy chọn màu nâu thì hơi lỏ trong Vy Đắc. Giờ sẽ cho nó chọn lại cuộc đời nha các bạn. Làm lại cuộc đời. Màu trắng B hả? Màu trắng là trái Rocket, Spring, Smog, Spy với lại Spider. Thì sau hồi lựa chọn thì Vy Đắc quyết định ăn trái God. Một trái cũng khá là dễ để đánh bại thôi. Được anh nha. Ok. Ôi không lẽ giờ anh quay ra màu nâu. Chẳng lẽ ôi trắng ôi màu tím, màu tím luôn nha. Thì màu tím như hồi nãy là trái Venom, trái Shadow và trái Mochi luôn, tại Mochi ở trong là màu tím nè. Các bạn nghĩ mình nên xài cái gì ta? Ok thì ở lần này mình sẽ chọn trái Mochi nha các bạn. Vô luôn hả? Không. Vô luôn hả? Vô luôn hả? Em liều vậy? Thằng này là thiệt đúng không? Ui thằng nào là thiệt vậy? Thằng nào là thiệt vậy? Thằng nào mới là thiệt vậy? Thử xem ai mới là người thiệt nha. À, đây 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 thằng này thằng này thằng này gom một đám lại là biết ai là thiệt chứ gì. Gom một đám lại là biết ai là thiệt chứ gì. Đấm vô mặt mày nè. Ui da, ui da, ui da, ui da. Gọi. Gọi luôn. Gọi luôn. Ui da, ui da, ui da, ui da,
Ôi 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 ôi. Không để bị lật kèo được. À đây 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 đây. Thằng thiệt ở đây nè. Ôi, sao hụt được vậy? Hụt cái bô rồi. Đấm tới chết luôn nè. Đấm tới chết luôn nè. Chết sao, chết là chết sao. Em đâu, em đâu, em thằng... Ui, thằng nào thằng thiệt vậy? Cứu, cứu, cứu tôi, cứu tôi. Ây da, ây da. Ây da. À, thằng thiệt là thằng chạy một mình đúng không? Ở đây đúng không? Ở đây đúng không? Mày. Mày. Ui, mấy thằng để em quýnh anh mất chiêu luôn chứ. Trời, không lẽ em sóc đam anh được, không lẽ em sóc đam anh được. Ui, thằng nào là thằng thiệt vậy? Mày. 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 Thằng nào là thằng thiệt? Ôi da, ui, 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 ui. Thằng cha mày. Mày. Rồi, rồi. Bùm. Ôi. Mày non quá. Vậy là trận chiến hôm nay mình đã chiến thắng 4-1. Một trận chiến phải gọi là khá áp đảo ha. Ok, dáng cuối cùng nha các bạn. Chắc chắn cái này mình là người chiến thắng rồi. Vì đắt cái quay ra trái. Ui. 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 Vãi. Vậy là em chịu cho em mút đúng không? Thôi được, anh quay nha. Let's go. Ui, làm ơn. Đừng ra màu nâu nha. Rồi, bên đây là cũng... Ui. Trái. Màu vàng. Màu vàng. Rồi, Phúc ơi. Okay. Chiến này em xong rồi. Trái leo bát chứ vậy. Ui các bạn ơi, màu vàng là trái leo bát nha. Giữa ma mút và leo bát đâu mới là trái quỷ mạnh hơn. Vô. Vô. Ui. Ui, thằng mập này. Ui, nó là chàng béo miền Tây các bạn ơi, mất chiêu mình luôn rồi. Ui, thằng béo miền Tây. Mày. Mày. Ui, 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 ui. Mày. Sao, sao, sao. Ây da, ây da. Ây da, ây da. Không lẽ cho em mút mạnh hơn. Ơi, làm cái chuyện cho em mút mạnh hơn chứ lưu bát. Kỹ năng đó. Này thì kỹ năng này, đau chưa? Đau. Này thì kỹ năng này. Kỹ năng em cỡ nào? Cỡ nào? Ôi, ôi. Hai kêu quan sát nè, Ken chích nè, Ken chích nè. Mày, một hit. Một cước là bay, đá một cước là bay. Thiệt ra anh chính là Mikay đó, anh đá một cước là bay, shoot một cước là bay. Ôi ôi, ây da. Bắn tùm lum. Hai bắn hụt rồi. Ai ai, em làm anh bật rồi đó, em làm anh bật rồi đó. Biến đã, hình dạng bao. Băng 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 băng. Dạ, ơi 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 ơi. Ây da, ây da, cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi. Ôi nó biến voi luôn rồi. Em mày biến voi. Biến voi mạnh gì vậy? Biến voi mạnh gì vậy? Cứu tôi. Trời ơi, con voi nó mập. Mặc dù là trận chiến này hơi sai với dự tính nhưng mà không sao, mới có 4-2 thôi các bạn ơi. Không thể nào mà lật kèo thêm một trận nữa được đâu. Ok, vòng quay tiếp theo của VDAC. Để xem coi VDAC ra được cái gì. Trời. Sao hên dữ vậy? Màu tím nữa, màu tím S cộng luôn. Ok, VDAC chọn trái sao đi nha các bạn. Rồi, giờ mình quay thử coi ra được trái gì nha. Trời. Màu vàng nữa. Màu vàng. Màu vàng mà mình. Nhưng mà nãy mình xài trái leo bát rồi, nên bây giờ mình sẽ xài trái màu vàng khác nha. Biến hình human. Đừng giỡn với human nha. Ôi em nhỏ xíu, em nhỏ xíu, em sẽ quýt lại anh. Nè, nè. Bùm. Ấy gì vậy? Ê, 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 ê. Ê, gì đau vậy? Gì đau vậy? Ê, anh là trái human á, sao anh yếu vậy? Coi nè Phốt, coi nè. Đúng 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 đúng. Em đứng nghiêng luôn á. 461 đam cho một chiêu bá đạo của trái human. Ôi trái human này, gọi, gọi. Đúng. Cái gì vậy? Nắm đầu mày quýnh mày chết luôn. Ê nè 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 nè, chết nè, chết nè, chết nè. Người đau hồi này, lần này đứng ngay tâm nọt. Ôi, 400, ôi vậy 4000 đam chứ lộn. Mày. Ôi bắn qua đó mà không trúng nè. Trong cái bắn không trúng. Đứng gồng nửa tiếng hồ xong bắn hụt. Ôi bấm lộn nút tắt khung hình này. Đang đánh nhau căng thẳng thì bấm lộn nút. Trái khung hình này có thật sự là mạnh không vậy các bạn? Gọi chạy. Bắt chát luôn. Trời. Cay quá, chứ không mình gì mà yếu dữ vậy. Thì không thể tin được VDAC đã chiến thắng liên tục mình 2 trận. Và tỷ số hiện tại đang là 4-3. Vô. Không lẽ em lật kèo. Không lẽ em lật kèo.
Trời, trái sinh nước biển luôn. Trái kitsune. Tao được anh quay nè. Không thể nào là kèo được, chuyện này là không thể. No. Bro. Màu trắng. Ok, thì bây giờ mình sẽ ăn trái spider nha. Kèo này thì khá là căng rồi, phải bánh kỹ kỹ các bạn ơi. Rồi, vô nè. Vô nha, vô nha. Vô. Mày chạy đi. Đu dây chạy luôn, đu dây chạy luôn. Spider-Man luôn. Mày. Rồi, rồi, rồi. Rồi đó, xong rồi đó, xong rồi đó. Ui, đau quá. Xong rồi đó, xong rồi đó. 9.000 đam cho một cái combo. Vãi cứt. Đu dây chạy tiếp nè. Thằng này á. Đu dây nè. Anh hùng này bắn tinh. Đu dây nè. Mày. Tao là siêu anh hùng mà. Tao là siêu anh hùng mà. Spider-Man. Nè, rồi, chết rồi. Chết rồi. Ui, ây da, ây da. What? Trời. Cay quá. Thì chỉ một chút xíu nữa thôi, mình đã chiến thắng rồi nhưng mà mình đã bị lật kèo. Và tỷ số hiện tại đang là 4 điều. Ok, bạn ơi, đây là trận cuối cùng nha các bạn. Hồi hộp quá. Ok, để coi trận cuối cùng thì Vy Đắc nó sẽ ra trái gì nha. Xanh đi. Nào xanh. Trời. Xanh luôn. Trời. Cầu được hay luôn. Vậy. Ui, không phải nha, màu đỏ. Ủa, mấy màu xanh rồi. Vãi, ra màu xanh nữa hả? Khó vậy. Tới lượt anh á. Ui, màu tím. Thì một trái đặc biệt ở đây đó chính là trái Spirit. Giữa màu xanh, màu tím thì nó có hết luôn. Nên là mình có thể chọn trái Spirit ha. Lần này ông Trùm đã đến. Ông Trùm đã đến. Lần này mới quýnh thiệt nè. Lần này mới là quyết định ai mới là người chiến thắng nè. Yo. Để coi là người chiến thắng. Ông Trùm đã đến nè. Yo. Ui, ui da, ui da. Lạ thốn dữ chưa? Má hụt hết chiêu luôn rồi. Hụt hết chiêu luôn rồi. Rồi. Rồi xong, rồi xong, rồi xong. Mày đùa tao hả? Sao có thể? Thì chỉ vì khinh thường đối thủ thì mình đã thua một trận đấu mà mình nghĩ là mình đã chiến thắng rồi. No. Bài học rút ra video hôm nay đó chính là nếu như mà các bạn quýnh thua thì các bạn nên xài hack đi. Mà kỳ quá.